Vâng, quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị, về Tử Vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023, để giúp cho quý vị, đón lành, lánh giữ, có được một tháng, nhiều may mắn, vạn sự như ý. Tử Vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, là tuổi con rồng, thuộc mệnh thổ, xa trung thổ, nghĩa là đất lẫn trong cát tổng quan tử vi tuổi bính thìn năm quý mão 2023. Người tuổi bính thìn được dự đoán, có vận trình sự nghiệp hung cát đan sen, vận trình có nhiều biến động, là một năm có tốt có xấu. Nhưng cứ nghiêm túc cố gắng, thì có thể tự tay cải biến được số mệnh của mình. Tuổi bính thìn với khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, càng lạc quan, thì sự nghiệp càng phát triển trong năm nay. Người tuổi bính thìn rất hợp với, giờ chẵn, ngày chẵn, tháng chẵn. Bản mệnh tuổi bính thìn, nên lựa chọn ngày giờ nói trên, để xuất hành đi xa, hay thực hiện các công việc lớn, quan trọng, thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mang lại nhiều kết quả như ý, đại cắt, đại lợi. Và tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông, dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, và sự biến chuyển của thiên can, địa chi, ngũ hành của bản mệnh Bính Thìn, chỉ ra rằng trong tháng 2 âm lịch, năm quý mão tới đây, sẽ có những dấu hiệu may mắn, những người tuổi bính thìn hữu duyên xem được video này, nên tận dụng để nắm bắt được thời cơ, để giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu có. Vận trình tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, cho người tuổi bính thìn, trải qua tháng có thái tuế án ngữ, cùng với cục diện ngủ hành tương hại, khó tránh được nhiều bất lợi bùa vây, tư tưởng có xu hướng thay đổi, kéo theo công việc cũng có rất nhiều biến động trong tháng này tâm trạng của bạn khá bất ổn vui buồn thất thường dễ dẫn đến và miệng nếu không kiểm soát được bản thân công việc trong tháng tăng cả về khối lượng lẫn độ khó áp lực kèm theo không nhỏ nhưng thu hoạch cũng không hề ít nếu bản mệnh đủ kiên trì và quyết tâm tới cùng ngoài ra bạn cũng phải chú ý điều hòa mối quan hệ ở nơi làm việc tài lộc có dấu hiệu trứng lại không tăng cũng không giảm một số kế hoạch đầu tư kinh doanh cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hơn Cục diện ngủ hành tương hại, nhắc nhở bản mệnh cần đặc biệt lưu ý tới phương diện tình cảm, chú ý tiết chế cảm xúc, giữ không khí gia đình hài hòa. Người độc thân cần dành thêm thời gian chăm chút cho bản thân hơn. Về sức khỏe, những người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 cũng không có được nền tảng thể chất sung mãn nhất áp lực công việc lớn, cuộc sống còn nhiều nỗi lo, khiến sức khỏe của bạn có dấu hiệu giảm sút. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy, người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, chắc hẳn đây là một tháng khá lu bu và nhiều áp lực đối với bạn, bởi bản mệnh gặp tháng Mão Thìn tương hại, nên khó khăn bỏ vây là điều tất yếu. Công việc chiếm chủ yếu mối quan tâm của Thìn trong tháng này, khối lượng công việc ngày càng tăng kèm theo đó là không ít những áp lực tiến độ, chất lượng công việc ảnh hưởng không nhỏ về mặt tinh thần. Trong tháng có nhiều việc ập tới cùng lúc đôi khi khiến bạn trở tay không kịp nên cách giải quyết khá bất cập, càng những lúc như vậy, bạn càng cần phải bình tĩnh mới đủ tỉnh táo và sáng suốt để tháo gỡ ổn thỏa. Tâm trạng của bạn khá bất ổn, vui buồn thất thường, dễ dẫn đến vạ miệng mà ra nếu không kiểm soát được bản thân. Do đó, khi xử lý công việc, bạn cần đặc biệt chú ý thái độ trong giao tiếp, hãy tỏ ra khiêm nhường, thận trọng hơn là khoa trương, ngạo mạn kẻo sẽ khiến vận tiểu nhân hoành hành gây điều phiền muộn cản trở phát triển sự nghiệp. Có thể thấy, công việc trong tháng tăng cả về khối lượng, lẫn độ khó, áp lực kèm theo không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng không hề ít nếu bản mệnh đủ kiên trì và quyết tâm tới cùng. Thực tế vận khí trong tháng không quá xấu, nhờ được nhiều cát tinh trợ mệnh, chính quan xuất hiện tương trợ, lại thêm nguyệt lệnh lâm dưỡng, giúp giảm bớt phần nào hung hiểm của Thiên Mã tương hại, nên bạn vẫn có cơ hội chuyển mình. Lời khuyên dành cho con giáp này là bạn chỉ cần làm đúng theo kế hoạch đề ra, cẩn thận, tỉ mỉ và không ngừng học hỏi, duy trì thái độ cầu tiến thì tiến trình phát triển sẽ thuận lợi hơn nhiều. Với những việc khó nhằn, bạn hãy cố gắng vui vẻ và chấp nhận nó, những việc làm cố gắng của bạn, sẽ được đền đáp xứng đáng thôi. Bạn cũng có thể nhờ tới sự hỗ trợ của mọi người xung quanh, hay xin lời khuyên để cải thiện vận trình của mình tốt hơn nhé. Về mặt tài vận Bước sang tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 được dự báo, do không có tài tinh chiếu mệnh, công việc lại nhiều điều bất bình, khiến tài chính của con giáp này có dấu hiệu trưởng lại, không tăng, cũng không giảm ngủ hành mão thì tương hại nhắc nhở bạn cần tính toán thận trọng hơn, để ý tới các con số trong hợp đồng, tránh sai sót nếu không bạn phải bỏ tiền túi ra để đền bù. Những hạng mục ở quy mô lớn hay giàu tính mạo hiểm có thể không quá thích hợp trong tháng này, vì thế bạn chớ nên đâm đầu mù quáng, kẻo mất tiền nhanh chóng. Tháng có nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, một số kế hoạch đầu tư kinh doanh cũng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, hơn là cách làm cứng nhắc thiếu sự cải tiến có thể khiến bạn mất nhiều hơn nếu trong tháng có nhận được lời nhờ và vay mượn, hay rủ dê đầu tư tiền từ người khác, bạn nên căn cứ vào khả năng giúp đỡ của bản thân, cũng như mức độ thân sơ của đôi bên, đừng vì cả nể, hay muốn níu giữ một mối quan hệ vốn không có ảnh hưởng tích cực tới bạn, mà phải làm mọi việc theo ý của đối phương nhé. Ngoài ra, trong tháng này người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, cũng nên thay đổi thói quen tiêu tiền, đừng phóng khoáng quá đà, rồi tới lúc lại phải đi vay mượn tiền nong, rất phức tạp bạn cũng nên lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, và luôn nhắc nhở bản thân, tuân theo một cách nghiêm túc, sẽ giúp bạn bảo vệ được tài sản tích góp của mình nhé. Về mặt tình cảm. Bước sang tháng quý mão này, do ảnh hưởng từ hải thái tuế, sẽ tác động khá mạnh đến phương diện tình cảm, các mối quan hệ của người tuổi bính thìn, sinh năm 1976. Do đó, dù đã kết hôn hay còn độc thân, bản mệnh cần hết sức lưu ý với các cặp đôi cũng vì quá mải mê với công việc văn bản giấy tờ chẳng còn tâm trạng nào để ý tới chuyện tình cảm của mình và đó là lý do hai người trở nên xa dần tình cảm phai nhạt tình yêu lúc có lúc không bản thân bạn cũng chẳng còn tích cực hay chủ động trong mối quan hệ hiện tại chẳng những vậy đôi bên còn dễ xảy ra những trận khắc khẩu tranh luận gay gắt chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt thường ngày tuy vấn đề xuất phát từ đôi bên thì cả hai đều cần xem xét lại bản thân mình song cái chính là con giáp này cũng phải tự nhắc nhở bản thân chú ý tiết chế cảm xúc giữ không khí gia đình hài hòa bậc con cháu cũng phải chú ý thái độ với bề trên khoảng cách thế hệ khiến đôi bên có nhiều quan điểm trái ngược nhưng cũng không đáng để đánh mất hòa khí gia đình vận trình tình cảm của những người độc thân cũng không hề khả quan bạn cảm thấy khó khăn trong việc mở lòng với ai đó đôi khi bạn trở nên kiêu căng hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của những người xung quanh thời gian này hãy dành thêm thời gian chăm chút cho bản thân cuộc sống chỉ toàn công việc không hẳn là điều tốt đừng dễ dàng đánh mất hạnh phúc vốn đã hiện hữu ngay bên cạnh bạn chỉ vì sự bàng quan và hờ hững của bản thân mình nhé về mặt sức khỏe về phương diện sức khỏe những người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, cũng không có được nền tảng thể chất sung mãn nhất trong tháng Quý Mão này, áp lực công việc lớn, cuộc sống còn nhiều nỗi lo là nguyên nhân chính khiến sức khỏe của người tuổi này lao dốc, bạn có thể gặp một số triệu chứng khó chịu như cơ thể uể oải, ăn uống kém ngon, ngủ không được sâu giấc, thường tỉnh giấc vào buổi đêm hoặc gần sáng và khó ngủ trở lại việc đầu tiên bạn cần làm là thay đổi thói quen ăn uống và đi ngủ sớm đã về đến nhà thì đừng toan tính công việc để đầu óc thành thơi tinh thần thoải mái thì sức khỏe mới sớm được cải thiện ngoài ra dù bạn có bận rộn tới đâu cũng nên dành chút thời gian trong ngày để nghỉ ngơi chơi thể thao lấy lại nguồn năng lượng đã mất nhé để thành công người tuổi bính thìn cần phải rèn luyện những thói quen có một câu nói rằng suy nghĩ tạo nên hành động hành động tạo nên thói quen thói quen tạo nên tính cách tính cách tạo nên số phận. Để đạt được sự thành công không phải vận may từ trên trời rơi xuống, cũng không phải tự nhiên có, mà cần phải bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất trong công việc và cuộc sống. Hãy cùng tìm hiểu những thói quen giúp bạn có những định hướng trên con đường đi đến thành công. Không ngại thất bại. Một trong những câu nói nổi tiếng của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg rủi ro lớn nhất chính là không dám đối mặt với rủi ro. Trong một thế giới không ngừng biến động, lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không dám chấp nhận rủi ro bạn không thể tạo được những thành công vượt bậc nếu cứ sống trong vùng an toàn của chính mình để đạt được thành công bạn hãy không ngừng thử thách bản thân coi thất bại là những trải nghiệm để phát triển bản thân từ đó bạn sẽ phát hiện ra những khả năng tiềm ẩn của bản thân biết cách đặt niềm tin đúng chỗ bạn không thể thành công nếu không có những người bạn cộng sự đáng tin cậy bên cạnh điều này còn có ý nghĩa trong việc làm việc nhóm hay trong các công việc tập thể bạn nên khích lệ động viên và tôn trọng ý kiến của các thành viên tìm kiếm những điểm tốt ở họ để đặt niềm tin đúng chỗ đây cũng chính là động lực lớn nhất để các thành viên trong nhóm phát huy được thế mạnh của bản thân đóng góp hiệu quả nhất cho công việc chung suy nghĩ tích cực cuộc sống không bao giờ là một tấm thảm đầy hoa và êm ái mà lẫn trong đó là những chiếc gai nhọn có những lúc bạn không tránh khỏi những khó khăn thất bại cay đắng vào những thời điểm như vậy hãy luôn biết cách nhìn nhận vào mặt tốt của vấn đề nhận ra ưu điểm của chính mình và có niềm tin vào cuộc sống chỉ khi bạn có lòng tin ở bản thân mình thì mới có động lực để phấn đấu và nỗ lực chắc chắn thành công luôn ở phía trước bạn hãy đi tìm chúng nếu bạn thực sự đam mê sáng tạo người thành công không bao giờ bước đi trên con đường đã được lập trình sẵn họ luôn tìm tòi khám phá những điều mới mẻ và khẳng định tài năng của chính mình bởi vậy nếu không có sự sáng tạo thì bạn sẽ mãi không có bước tiến mới những đột phá trên con đường đi đến thành công vì thế hãy luôn rèn luyện cho bản thân tư duy sáng tạo để phục vụ tốt nhất cho cuộc sống công việc của bạn và cho cả xã hội không bằng lòng với những điều đã đạt được đạt được thành công không phải là tất cả với những người này họ luôn muốn vươn tới những đỉnh cao mới những mục tiêu lớn lao hơn chính vì vậy nếu chỉ biết hài lòng với vị trí của mình bạn sẽ bỏ qua cơ hội làm cản trở việc học hỏi và phát triển của chính mình hãy phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực không ngừng học hỏi để tạo ra những thành công lớn hơn biết thừa nhận sai lầm người thành công không bao giờ ngụy biện hay đổ lỗi cho sai lầm của mình họ thừa nhận thất bại học hỏi từ những sai lầm và cố gắng khắc phục nó để không bao giờ mắc phải những điều tương tự điều này cũng cho thấy họ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân rút ra bài học cho sự thành công trong tương lai không ngừng học hỏi cuộc sống là một cuộc hành trình với những bài học thú vị hãy không ngừng học hỏi từ sách vở từ cuộc sống để tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày theo một nghiên cứu cho thấy 88% người giàu thành công nói rằng họ đọc 30 phút hoặc hơn mỗi ngày để trau dồi kiến thức hoặc các kỹ năng cho công việc, trong khi chỉ 2% người gặp thất bại làm điều đó. Vì vậy, liên tục học hỏi và cải thiện mình là cách để bạn trưởng thành và tự tin hơn. Quan tâm đến những người xung quanh. Những người thành công không bao giờ là người co cụm trong vỏ ốc của chính mình mà họ là người biết tạo dựng và duy trì các mối quan hệ. Xây dựng một mạng lưới mối quan hệ bền vững trở thành một trong những bí quyết nổi bật của người thành công nhờ đó họ gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm và học hỏi từ nhiều người cũng như giúp ích trong công việc của mình giữ lời hứa có thể nói giữ lời hứa là một trong những việc làm khó khăn nhất của con người chính vì vậy việc cố gắng giữ lời hứa tức là bạn đang giữ gìn danh dự của mình và tạo sự tin cậy nơi người khác điều này giúp bạn có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp nhất là với người thành công họ luôn coi chữ tín là tiêu chí hàng đầu và luôn nỗ lực hết mình để thực hiện điều đó biết cách lắng nghe lắng nghe tưởng chừng như điều rất đơn giản nhưng có không ít người bỏ lỡ thành công vì không chịu lắng nghe người khác hãy luôn nhớ rằng khi chúng ta lắng nghe và thấu hiểu người khác tức là việc bắt đầu một cuộc giao tiếp và gây dựng mối quan hệ điều này cũng thể hiện bạn tôn trọng người đối diện đây chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp bạn thành công trong tương lai thành công không phải là thứ hễ bạn cứ muốn là được mà đòi hỏi phải trải qua một quá trình nuôi dưỡng rèn luyện những thói quen tốt Hy vọng những bí quyết này có thể giúp bạn có được bài học quý báu khi muốn phấn đấu đứng trên đỉnh cao của thành công. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Hy vọng quý vị sẽ rút ra cho mình được những thông tin hữu ích từ tử vi tháng 2 âm lịch của mình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé trước khi khép lại chương trình minh đường tử vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn bình an bứt phá về tài lộc giàu sang phú quý chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại